Hùng ca ơi đúng rồi, bác sĩ làm cho Mon quá tay nha mọi người. Mon cái mày cái này là Mon chỉ muốn làm đẹp thôi, nhưng mà Mon bị lỡ làm quá tay rồi, cho nên là Mon á đi đâu cũng bị gây sự chú ý đó, không chỉ là trên mạng mà kể cả bên ngoài Mon đi đâu cũng bị gây sự chú ý. Mon không hiểu là Mon xuất hiện là một con người để gây sự chú ý hay sao. Mon thì Mon muốn sống ẩn dật rồi, Mon đâu có chạy quảng cáo, Mon cũng đâu có xuất hiện gì trên truyền thông báo đài đâu mọi người. Mon dạo này Mon sống ẩn lắm, Mon sống ẩn để Mon kiếm tiền, để Mon làm giàu cho công ty, cho một cái Mon làm giàu cho đơn vị kinh doanh của Mon, thì từ cái đơn vị kinh doanh đó Mon mới có tiền để từ thiện. Chứ bây giờ lên mạng á, Mon quậy á, hay là Mon làm gì á, mấy cái việc đó đâu có tiền đâu mọi người. Mon chủ yếu là Mon chỉ muốn sống ẩn dật và muốn kiếm tiền thôi, nên là những bạn nào á mà không hiểu á thì Mon cũng sẽ không giải thích đâu. Những bạn nào mà có ý mà hại Mon á, có ý á là cài auto vô trong cái phần livestream của Mon á, thì Mon nó cũng muốn bạn nó ngừng lại đi, đừng có vô lấy livestream của Mon, đừng có vô livestream của Mon á, suốt ngày cài auto vô, xong là vừa kết thúc chưa kết thúc thôi mà đã thấy bên YouTube phát y chang luôn á, cùng thời gian cùng thời điểm luôn á. Có nghĩa là video chưa tải xuống mà bạn nó đã phát trực tiếp trên Facebook của bạn đó luôn. Thì mọi người biết cái tool auto mà vừa auto phát trực tiếp trên livestream của Mon, mấy bạn nó lấy về phát trực tiếp trên livestream của các bạn đó để mấy bạn nó câu like. Mon thì Mon hiểu mấy bạn á, mấy bạn làm việc đó, mấy bạn họ sống với chân chính, tại dù gì á cũng là Facebook của Mon, cái bên này á là con trang cá nhân chính thức của Mon, mà mấy bạn nó vô, mấy bạn nó để tạo tên giống Mon thì mấy bạn nó câu like bằng cái việc là Mon sử dụng tư duy của Mon, sử dụng đầu óc và sử dụng công sức của Mon làm việc, mấy bạn nó ăn cắp trên cái sức lao động của Mon, mấy bạn nó cài auto vô. Bạn nào muốn nhận được áo thun của New Castle từ Anh Quốc nha mọi người. Đây là cái áo của Mon mới khui luôn. Hôm bữa bữa giờ là có tặng cho hai bạn bên fanpage rồi. Bạn nào mà muốn được nhận áo của Full 88 á thì mấy bạn comment cho Mon số điện thoại và chia sẻ năm hội nhóm. Chia sẻ năm hội nhóm, sau đó là Mon kết thúc là chuyên Mon sẽ chọn ra một bạn để nhận được một chiếc áo thun của New Castle từ Anh Quốc nha. Áo của Mon mới khui luôn. Bạn nào mà đăng ký hôm nay, ai đăng ký và được vô trong cái đường link mà Mon ghi ở bên trên, và một Mon sẽ copy lại cho mọi người nha. Đăng ký tài khoản thành công. Đây Mon đã pin một cái comment rồi. Em cảm ơn chị Hiền Ngân nha. Mọi người ơi, phân 88 á, thì mấy bạn thấy á, đây là một nhà tài trợ, đây là một trang web rất là uy tín, và trang này á, thì có khắp nơi trên thế giới và người đã có giấy chứng nhận của đảo Man. Và khi mà mấy bạn tham gia vô á, là mấy bạn chỉ cần bấm vào đăng ký thành công tài khoản trong cái đường link bit.ly gạch phân hot girl là mấy bạn đã có được một cái tài khoản để mấy bạn chơi khi mà bạn buồn chán và mấy bạn không có việc gì làm là mấy bạn có thể chơi trong đây nha. Đây là Phin 88, là từ nhà tài trợ Phin 88 sẽ gửi cho mấy bạn phần quà của Anh Quốc, là của áo của đội tuyển New Castle từ Philippines, của từ Anh Quốc nha mọi người. Áo này là nhập về từ bữa giờ luôn rồi đó, nhưng mà hôm nay Mon mới đem lên Mon tặng cho những cái bạn nào bên Facebook của Facebook trang cá nhân của Mon. Hôm giờ là Mon đang tặng bên fanpage nha. Yêu chị quá. Mọi người ơi, cứ ai gọi vô đi số điện thoại của Mon đó mà không có việc gì hết đó là Mon sẽ chặn số người đó. Tại vì đó Mon là
không có làm quen, không có hẹn hò. Đối với Mon chỉ có công việc thôi. Mọi người ơi, mấy bạn mà đăng ký vào cái đường link mà Mon ghi ở bên trên đó, bit.ly gạch phân hot girl, mấy bạn có một cái tài khoản rồi mà khi mà mấy bạn chán hay là mấy bạn không có gì làm là mấy bạn vô đường link đó, mấy bạn đăng ký ngày hôm nay, mấy bạn sẽ được nhận khuyến mãi là trên 2.8 triệu, trên 2.8 triệu nha, chỉ trong hôm nay những cái bạn nào mà đăng ký thôi. Đây là áo của phân 88 nhiều cách thồ nha mọi người. Sao chị nâng ngực to quá vậy, nhìn không đẹp lắm. Đây chị mặc cái áo này được. Sorry mọi người, không phải là đã nói là tại bác sĩ chứ không phải là tại Mon. Bác sĩ đặt cho Mon chứ không phải là Mon tự đồ, Mon tự đặt mọi người. Mon nó nói là khi là Mon làm gì á mấy bạn thấy không? Mặt của Mon cũng không có làm lố nữa, mặc dù là Mon làm rất là nhiều lần rồi đó, đáng lẽ là mấy bạn thấy lố đúng không? Nhưng mà Mon nói là phải làm vừa đủ, nhìn vừa sang vừa đẹp thôi chứ Mon không cần mà đẹp, xuất sắc hay là cần những cái đường nét hoàn hảo. Mon chỉ cần là như bạch mặt mình dễ nhìn thôi, nhưng mà vô tình cái ngực á là bị bác sĩ đặt to quá cho nên là Mon đó bị nhìn nó cảm thấy là hơi lố mọi người. Chứ thật ra Mon á, bây giờ Mon mặc cái áo nào đi chăng nữa cũng thấy nó độn lên một cục, người ta cũng để ý rồi. Mà mình đã bị để ý rồi là mình đã bị vô danh sách đỏ, mình làm cái gì nó cũng gây sự chú ý hết đó. Mon á thì trước giờ mấy bạn biết không, Mon livestream bên fanpage Mon không có vấn đề gì đó. Thì có vấn đề ở điểm là người ta cài auto vô Facebook của Mon, người ta cài cái khi mà kết thúc livestream á là cái livestream đó nó sẽ, người ta đã tải về, người ta tải về xong rồi người ta sẽ phát lại, và Mon đang bị cái điều đó trong thời gian qua, cho nên là mọi người không biết là trang cá nhân chính thức của Mon nó là cái trang nào, là mấy bạn hiểu. Nên nó là khi mà Mon nó gặp sự cố vậy nè, Mon nó hôm qua thợ chụp hình có thắt dây và make up có thắt dây lại cho Mon rồi, nhưng mà nó bị đứt dây. Dây cái đồ của Mon mặc á nó hay bị đứt chỉ, là nó bung chỉ nó đứt dây hết như cái chỗ có vùng ngực lắm mọi người. Xong là có khi là nó tét áo ra, có khi nó rớt áo ra luôn. Rồi hôm qua mình vô tình á là cái tool người ta cài auto vô trong cái tool trong cái livestream của mình á, cho nên là cái livestream nó bị tải đi. Rồi mấy bạn đăng của mình, rồi mấy bạn chạy tùm lum ở trên các fanpage, rồi mấy bạn chạy đủ thứ trên trang cá nhân để mấy bạn câu like. Rồi mấy bạn nói đó là cái trang của Mon, nhưng mà thật ra Mon chỉ chơi một trang chính này, mà khi mà có vấn đề gì xảy ra là Mon sẽ xóa hết, kể cả hình ảnh hay là livestream mà nó bị vấn đề nhạy cảm là Mon sẽ xóa liền luôn á. Nhưng mà vô tình là Mon đã bị chú ý là Mon bị cài tool auto rồi, cho nên bây giờ có xóa đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì đó. Cho nên từ bây giờ Mon cũng suy nghĩ ra rồi, mấy bạn làm cái gì á Mon không trách mấy bạn nữa. Mấy bạn giờ có cài tool auto, mấy bạn có tải hay là mấy bạn lấy livestream của Mon câu like á, Mon cũng sẽ không có trách nữa mọi người. Mon cũng sẽ không bao giờ nói tới nữa đâu, tại vì vấn đề mình nói nhiều quá hả cũng chẳng làm được gì. Cả cộng đồng mạng bây giờ quá đông rồi, người ta lên Facebook quá nhiều, mà người ta bây giờ thật giả không biết ở đâu, nên là cũng khó nói lắm mọi người ơi. À, nói nhắc lại nha, hôm nay mà ai muốn nhận quà của Phân 88 Newcastle, áo thun của Newcastle từ Anh Quốc, bạn đó comment cho mình số điện thoại, chia sẻ 5 lần vào hội nhóm, mình sẽ tặng cho bạn mình. Trước khi kết thúc livestream mình sẽ chọn ra một số điện thoại, và bên số điện thoại đó mình sẽ gửi cho nhà tài trợ, nhà tài trợ sẽ liên hệ với các bạn, tặng cho mấy bạn một cái áo thun. Và những cái bạn nào mà đăng ký tài khoản thành công trong cái đường link bit.ly gạch phân hot girl mà Mon tát ở bên trên, đăng ký trong cái đường link đó thành công rồi, Mon sẽ gửi cho bạn đó một cái mã số để mấy bạn nó vô trong cái tài khoản, mấy bạn sẽ được tăng lên, là mấy bạn sẽ được nhận thưởng trong ngày hôm nay 2 triệu, trên 2.8 triệu nha. Nhà tài trợ phân 88 sẽ duyệt hết những cái bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay. Đây là áo thun của Newcastle phân 88 nha mọi người. Đây là cái áo thun từ Anh Quốc cho nên là bên ngoài không có bán đâu. Bạn nào thích á, thì sẽ được phân 88 tài trợ nha. Phân 88 là một nhà mạng từ bên nước ngoài và đã có uy tín trên toàn thế giới. Nên là những bạn nào mà đăng ký tài khoản trong đó rồi, mấy bạn có thể giao lưu và giải trí trong đó nha. Anh ơi, anh chia sẻ cho em á, thì anh nhớ comment cho em số điện thoại nha. Bạn Hiếu Tiêu, nhóm người yêu thích nhất. Cảm ơn nha bạn Hiếu Tiêu nha. Bạn bé mén đã chia sẻ 40 nhóm và comment số điện thoại. Các bạn hãy làm theo bạn bé mén nha. Nhớ chia sẻ.